20-30 là 60. Đấy, thật sự là đã có mặt rồi. Thì trước hết là xin nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của các đồng chí trong ngày hôm nay. Dưới cánh quân kia là đồng chí Tạ Mạnh Phiếp đang chỉ huy. Hai cánh quân sẽ chập vào nhà tưởng niệm Nguyễn Đức Cảnh. Chúng trong phạm vi khoảng 40 phút đến 1 tiếng, sau chúng ta hành quân về về trại hoạt động hè thiếu nhi ở Mỹ Sơn. Ngày thành lập và anh hùng cộng sản hồ
khi chúng tôi đốt lửa trà tại trại hoạt động nhà thiếu nhi thành phố tại khu mộ Đồ Sơn. 60 anh chị em của các chiến đài đến rước anh linh tại nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh nhân kỷ niệm 111 năm ngày sinh của đồng chí, lãnh tụ của Đảng Cộng sản Việt Nam, bí thư thành ủy đầu tiên của thành ủy Hải Phòng, người chủ tịch công đoàn của công đoàn Việt Nam. Hôm nay về tại nhà tưởng niệm đồng chí và liệt sĩ Hồ Ngọc Lân, 60 anh chị em chúng tôi cùi ngồi tưởng niệm là sự hy sinh anh dũng vĩ đại của đồng chí trong cuộc bảo vệ đất nước. Trước anh linh đồng chí là những đoàn viên thanh niên cách đây 450 năm, hôm nay chúng tôi vẫn phát huy truyền thống của đoàn thanh niên, của một thời thanh niên xuôi trường không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và đất biển, quyết chí ắt làm nên. Trước anh linh đồng chí, một lần nữa chúng tôi xin ghi nhận công lao lớn lao của đồng chí và các anh hùng liệt sĩ. Nhân dịp này đề nghị anh chị em chúng ta dành một phút tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc, và anh linh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, liệt sĩ Hồ Ngọc Lân. Phút mặc niệm bắt đầu. Tìm nhau giữa hai đầu trận đánh.
cánh chim tự quy bay bay đi tìm nhau. Một tình yêu như bão giông khát khao đến bên nhau giữa đàn bom. Đi tìm nhau suốt chiều dài đất nước. Đi tìm nhau giữa hai đầu trận đánh. Đi tìm nhau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Về đâu chiến thắng thiếu điều gì hồng vì có quân bay về đây.
Yeah.
18 đôi người trời xanh biếc trên đầu.
đồng đội ơi, mãi mãi là tình yêu thương đồng đội, mãi mãi niềm tự hào âm vang trong lòng người. Ta về với nhau đồng đội ơi, ta về với nhau đồng đội ơi, đồng đội ơi, ta về với nhau, ta trở về thăm một thời oanh liệt. Như năm xưa ta vừa mới bên nhau, 18 đôi 10 trời xanh biếc trên đầu. Đồng đội ơi, mãi mãi là tình yêu thương đồng đội, mãi mãi niềm tự hào âm vang trong lòng người. Ta về với nhau đồng đội ơi, ta về với nhau đồng đội ơi. Chiến trận có chỉ hằng soi sáng canh thâu. Ơi miền Nam mới có đêm nào ngủ được, lửa chiến tranh còn bỏng đất quê mình. Yêu đất nước trải đường vô trong nỡ, đây tuyến hậu cần ta bổ lưới khắp nơi nở. Sức mạnh trên đường đi đánh Mỹ, nổi lửa lên em, nổi lửa lên em, anh trăng sáng người đưa ta vào trận đánh núi rừng xanh dồn dập bước quân hai. Lửa bếp than hồng mang tình em rực cháy, cháy thêm nhau. Ngọt bùi nhớ nắm cơm ngọt. Ôi miền Nam ơi, những đêm trăng đốt đèn, lửa trong tim rừng rực sáng trên đường. Đôi quang gánh nặng tình yêu đất nước, hơi bếp hoàng cầm ta sưởi ấm nơi nhà. Tất cả tâm tình đi nhớ mãi, núi lửa lên em, núi lửa lên em, đất nước đứng vững đưa ta vào trận đánh núi rừng xanh dồn dập bước quân hai. Lửa cháy lên rồi mang tình em rực sáng.
Xin chúc các bác, các anh, các chị và các em cũng là đầu xuân mới là tràn đầy sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc, giàu niềm tin chiến thắng, sống vui, sống khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin cảm ơn. Đúng là anh chị em, tôi cảm hứng luôn, anh chị em cán bộ đoàn bấy nhiêu tuổi sức vẫn đang xoan, sống vui gương mẫu vẹn toàn, dạng danh một thở lắng gian tiếng cười. Sau đây tôi xin trình bày vài thơ mà tôi đêm qua tôi vừa viết xong, thì xin phép các bác anh các chị đọc, tức là gửi tặng em. Thế còn các bác anh chị vì thanh niên vẫn là em, em nào mạnh dạn đến đây là có phần thưởng. Thế các bác thích. Sáng tác của chị Năm là gửi tặng em. Các cụ ngày xưa nói này, gửi là giữ hộ, tặng là cho. Nên là bây giờ có gửi tặng em ấy. Tặng em một nửa nụ cười, gửi em một nửa con người anh thôi. Tặng em một nửa khoảng trời, gửi em một nửa những lời yêu thương. Tặng em một nửa cung đường, gửi em một nửa vấn vương trong lòng. Tặng em một nửa ước mong, gửi em một nửa dòng sông quê mình. Tặng em một nửa mối tình, gửi em một nửa lặng thinh hàng ngày. Tặng em một nửa điều hay, gửi em một nửa khi say đợi chờ. Tặng em một nửa giấc mơ, gửi em một nửa bất ngờ khi xa. Tặng em một nửa bài ca, gửi em một nửa nụ hoa sắc màu. Tặng em một nửa mai sau, gửi em một nửa nỗi đau cuộc đời. Tặng em một nửa lắng rơi, gửi em một nửa biển khơi xa vời. Tặng em một nửa dạng người, gửi em một nửa lời mời tình si. Em ơi tặng hết còn gì, em ơi gửi hết anh đi lâu rồi. Xin hết ạ. Vàng chống Mỹ cứu nước, sáng người thành những cô gái Việt Nam. Ôi ai đã đi năm châu bốn biển mà đòi có gì đẹp trong cô gái Việt Nam? Đẹp lắm chứ anh hùng lắm chứ, thời đại chúng tôi thật là vẻ vang, từng cây lúa từng cây súng rất tự hào cô gái Việt Nam. Nói có gì đẹp cho cây lúa Việt Nam, đẹp lắm chứ anh hùng lắm chứ, dạt dày gió sương dạt dày súng bom, từng con số từng câu hát đã trả lời cho cây lúa Việt Nam. Hãy
20 năm ngày thành lập đoàn vào năm 2021. Cuộc vui hôm nay, thay mặt ban thường trực, chúng tôi xin trân trọng và nhiệt liệt chào mừng toàn thể các hội viên của các hội, hội đoàn thanh niên công thương, hội cựu chiến binh của diễn đàn lính và hội tuổi trẻ che mặt. Vâng, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay
Nhiệt liệt chào mừng tất cả các vị đại biểu và toàn thể các anh các chị hội viên hôm nay. Về chương trình hội nghị, phần thứ nhất, đồng chí hội trưởng lên thông qua chương trình hoạt động của hội năm 2019 và những năm tiếp theo. Sau đó, mời các đồng chí, các bác, các anh, các chị, các đồng chí hội viên phát biểu ý kiến, tâm tư, tình cảm của mình đối với hội. Cuối cùng, đồng chí hội trưởng tổng kết và xin mời toàn thể hội viên ra phía bên tay phải của hội trường để chúng ta xuống đốt lửa trại và hát những bài ca của tuổi thanh niên sôi nổi. Sau đây, tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Tạ Mạnh Phiếm, hội trưởng lên thông qua chương trình hoạt động của hội và những chương trình của năm 2019. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa toàn thể quý vị hội viên. Trước hết, cho phép tôi được bày tỏ tình cảm của ban thường trực, cảm ơn sự hiện diện của các vị khách mời, cảm ơn các bạn diễn đàn của lính, cảm ơn các bạn trong nhóm TM đã gần nửa tháng nay cùng hội viên hội cựu cán bộ đoàn làm tốt công tác truyền thông. Có thể nói ngày hội của thế hệ trẻ cả nước 26 tháng 3 với tinh thần đầy trách nhiệm của các đồng chí hội viên. Có những ngày khoác áo mưa đến tập hát, khớp nhạc với tinh thần ta hát cho đồng bào ta nghe thật thú vị, thật ấm cúng và rất tình cảm. Các bạn đã thể hiện đúng tinh thần thời thanh niên sôi nổi, mãi mãi tuổi 20. Xin một tràng vỗ tay thật lớn, chúc mừng kết quả trong tháng vừa qua. Sau đây tôi xin phép công bố cái chương trình hoạt động của hội từ nay đến hết năm 2020. Chương trình hành động của hội gồm 8 phần, 8 việc, 8 cái đầu việc. Việc thứ nhất là chúng ta tiếp tục phát triển hội viên mới với tinh thần những người yêu đoàn, yêu phong trào đoàn. Hiện nay chúng ta có 70 hội viên thì chúng tôi tiếp tục là phát triển hội viên mới. Thứ hai là sắp xếp lại biên chế các chi hội cho phù hợp. Thì vừa qua phát động là mỗi chi hội có một số tiết mục văn nghệ thì thành ra cái chi hội khỏe nhất là chi hội Lê Chân. Thế còn các chi hội kia là tiết mục văn nghệ thì cái lực lượng trẻ hơi ít. Thế nên nay mai chúng tôi phải đảo lại cái biên chế cái chi hội của Hải An và chi hội Ngô Quyền thì cái lực lượng trẻ và cái lực lượng nòng cốt thì hơi ít. Thì tới đây hội sẽ điều chỉnh lại. Việc thứ ba, nâng cao chất lượng, cải tiến nội dung sinh hoạt của hội. Cải tiến nội dung sinh hoạt của hội và các chi hội đổi mới tư duy và cách làm để thực hiện cái chủ trương ngày 4.0. Hiện nay 2/3 hội viên của chúng ta đã có điện thoại thông minh. Tuy nhiên thì chúng ta mới khai thác được 20%. Có người chỉ biết mở điện thoại và tắt đi. Thế thì sau này tôi đề nghị là mỗi chi hội sẽ có một buổi tập huấn hướng dẫn cho tất cả hội viên biết sử dụng điện thoại, biết chụp ảnh. Cho nên trong thời gian vừa qua hội nhắn tin có nhiều bạn nhắn đến 4 tin chả hết trả lời cả. Thế chúng tôi lại phải alo thì bảo hỏi thì bộ tôi không biết đọc tin nhắn đâu mà tôi mở ra nó mất tịt luôn. Thế thế nên là đây là một cái việc là các chi hội để phải có buổi chuyên đề tập huấn cho anh em sử dụng tốt điện thoại di động rồi tới cái khai thác được tương đối về cái chất lượng của cái thiết bị. Và hôm nay chính thức phát động thành lập câu lạc bộ văn hóa thể thao du lịch. Hôm nay chính thức phát động là toàn hội sẽ tổ chức một cái câu lạc bộ văn hóa thể thao du lịch. Về văn nghệ thì chúng ta phấn đấu đến năm 2021 kỷ niệm 30 năm thành lập hội và 90 năm thành lập đoàn thì chúng ta sẽ có một chương trình tốt hơn nhiều,
như thế này. Thế thì chúng tôi chỉ định phụ trách cái nhóm văn nghệ, một là đồng chí Dần, hai là đồng chí Châu. Để sau này hai đồng chí này sẽ có các trách nhiệm sẽ lên chương trình tập luyện. Câu lạc bộ thứ hai, nhóm thứ hai là nhóm thể thao. Thì chúng tôi thường trực hội chỉ định đồng chí Hòa, đồng chí Phồn, đồng chí Thạch là nằm cốt. Sau này á thì do các cái tiểu ban, các cái nhóm này thì chủ động xây dựng chương trình để cố gắng là một tuần tập được hai bữa. Thôi bây giờ ta cứ đi bộ theo nhà cũng khỏe rồi, rồi dần dần ta nâng cao. Nhóm thứ ba trong câu lạc bộ này là nhóm du lịch. Chính vì vậy hôm nay mời anh Hải, nguyên giám đốc công ty du lịch của công đoàn thành phố và hiện nay là giám đốc công ty Thành An, sẽ làm nòng cốt giúp cho chúng ta về cái mục này. Cái chương trình này thì chúng tôi chỉ định là hai đồng chí Sáu là phó chủ tịch, phó trưởng ban liên của quốc hội, và đồng chí Long Vũ. Thì hai đồng chí Long Vũ thì vừa làm trưởng nhóm diễn đàn và đồng thời là phụ trách khâu này của hội. Thế thì cho nên chúng tôi đề nghị là đấy, hai đồng chí Long Vũ sau này sẽ xây dựng. Thế và chương trình này thì chúng tôi đã quyết định là liên kết với câu lạc bộ xe đạp thể thao du lịch thành phố, và chính là cặp đôi Sáu Vượng là phó chủ nhiệm, hiện đang là phó chủ nhiệm của câu lạc bộ này. Đấy là thăm nhận thứ hai là mời hội thi đua thành phố cùng tham gia, tôi là hội phó thường trực. Thứ ba là diễn đàn của lính. Hôm nay có các đồng chí trong thường trực của diễn đàn của lính về đây dự thì chúng tôi đề nghị người ta phối kết hợp. Thứ tư là phối hợp với bộ hội cựu cán bộ thành đoàn thành phố, đồng chí Sáu là hội phó. Thứ năm là phối hợp với hội cơ khí thành phố, đồng chí Phồn là phó chủ tịch. Thế như vậy là cái câu chương trình du lịch năm tới thì chắc chắn sẽ phong phú hơn, và chúng ta sẽ tổ chức nhiều tour, một ngày, hai ngày, ba ngày. Mở đầu chương trình tới đây sẽ có một tour Móng Cái vào ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 4 năm 2019, mở màn cho cái chương trình này. Đấy, như vậy ta phối hợp với bốn hội sẽ tổ chức vào cái tour đầu tiên. Phấn đấu năm nay ít nhất mỗi quý có một chuyến đi, và chúng tôi có bàn với anh Hải là anh thường xuyên tổ chức đi, chúng tôi sẽ hô hào anh em tham gia. Nhưng mà với yêu cầu báo cáo với anh Hải là tinh thần của chúng tôi là anh đi làm sao mà mất ít tiền, thời gian ngắn, ăn thì không nhiều món nhưng mà ít món ăn ngon, nó chuyên đề. Thế thì anh cứ thiết kế làm sao đó cứ rẻ tiền, đi tốt, an toàn. Thế này về các cháu mừng rồi. Thì thưa các đồng chí, là trong nửa tháng qua thì ban thường trực làm công tác truyền thông mà tương đối tốt. Thế cho nên là liên tục trên Facebook có rất nhiều chương trình tôi đưa lên, thì các bạn ở Hà Nội, các bạn ở Sài Gòn, đặc biệt là họ hàng thì tôi bảo không khai quật đâu mà cái giọng hát hay đến thế. Thế cho nên là tôi nghĩ là chúng tôi đã hoàn thành cái công tác truyền thông, tuyên truyền cái hoạt động của thanh niên trong thời gian vừa qua. Thế thì đấy, cái chương trình là như vậy. Việc thứ sáu, công việc thứ sáu là chuẩn bị cho chương trình kỷ niệm 30 năm thành lập hội và 90 năm thành lập đoàn. Thì chúng tôi quyết định là xuất bản tập chỉ yếu số 2. Và hôm nay cái phần đầu ấy là xin mỗi đồng chí một tiểu ảnh chân dung. Là cái quyển này ta sẽ làm đẹp hơn quyển trước, chất lượng hơn quyển trước. Bởi vì ta chụp được ảnh gốc. Trước đây là ta phải scan
ảnh cho nên nó không được tốt. Và bây giờ là có kinh nghiệm rồi thì chúng ta làm sẽ tốt hơn. Thế thì chúng tôi quyết định là mời các đồng chí trong ban thường trực, các chi hội trưởng tham gia vào cái ban tổ chức làm biên tập yếu, chuẩn bị ngay từ bây giờ đến ngày kỷ niệm 30 năm thì chúng ta đã có sản phẩm ra. Chúng tôi mời đồng chí nhiếp ảnh gia Phạm Châu hôm nay đã trong nhiều cái đợt tập trung thì đồng chí Châu phục vụ chất lượng ảnh tương đối tốt. Thế và hôm nay đồng chí Châu sẽ có trách nhiệm là giúp cho hội lưu tất cả các cái ảnh và đã chụp trong suốt quá trình thời gian vừa qua, những tấm ảnh nhỏ đen thì ta lưu lại. Thế và trong cái nhiếp ảnh gia thì chúng tôi thêm đồng chí Văn Vượng cùng giúp cho hội thực hiện các cái chương trình này. Thế công việc thứ bảy là vận động, phát động phong trào là tài trợ cho hội, tài trợ cho hội. Thì nhân đây thay mặt cho hội, chúng tôi lại một lần nữa cảm ơn anh Trần Huy Năng, anh Trần Sáng, anh Trịnh Quang Sử, chị Ngọc Thịnh, anh Lưu Phong, chị Hoàng Xuân. Trong những 28 năm qua thì các đồng chí đã luôn song hành, tư vấn và trực tiếp chỉ đạo giúp. Và đợt kỷ niệm 25 năm thì các đồng chí không những là giúp cho về tinh thần và còn ủng hộ kinh phí để chúng ta đủ chi cho kỷ niệm 25 năm. Thế và đợt này ấy, thì chúng tôi lại tiếp tục, chắc chắn là tới đây thì hội có ý kiến thì chắc chắn là các chị sẽ sẵn sàng hơn, nhiệt tình hơn. Thế và cũng phát động là tất cả hội viên, những đồng chí có điều kiện là có các con em làm doanh nghiệp, ít nhiều ủng hộ cho hội để ta làm tốt cái tập kỳ yếu trong cái thời gian tới. Thế và ban tổ chức cũng hy muốn là hôm đó kỷ niệm thì chúng ta có một cái món quà lưu niệm có ý nghĩa. Thì như vậy là cái mục tiêu đặt ra thì như vậy. Thì ở đây á, thì phải nói là có nhiều đồng chí, có các cháu làm ăn rất là thành đạt. Thì hội hy vọng như vậy. Thế cố vấn cho cái ban này thì ngoài cái ban thường trực, các chi hội thì chúng tôi mời chị Hải và chị Mão cũng tư vấn cho anh em để hoạt động cái chương này. Thì hai bác này thì đã có rất nhiều kinh nghiệm, đã rất có nhiều kinh nghiệm mà vận động. Thì chúng tôi nghĩ là, và hôm nay hội rất biểu dương chị Mão từ Hà Nội mà đã bố trí thời gian là về dự với hội. Thế và như đồng chí Năm, Vũ Năm lúc nãy có nói, đêm qua đồng chí gọi điện cho tôi là mai phải dành thời gian cho em tặng một bài thơ. Em chắc là ngồi trên xe đang viết đây. Thì người đang ở nơi con sông Hồng chảy về đất Việt đang chỉ đạo công trình ở trên đó. Thì và cũng mong muốn là hôm tới đây, đến mùa hè tới thì hội sẽ lên đỉnh một lần. Ai chưa lên đỉnh Qua Chi Phang thì đợt này đồng chí Vũ Năm đang ở trên đó, anh chi sát cho tôi một cái khách sạn nó rẻ nhất, cái chỗ nhà hàng nào mà ngon nhất mà ít tiền nhất đấy, ngon bổ rẻ, ngon bổ rẻ. Thế thì đã hiện nay đã giao nhiệm vụ cho anh Năm, anh ở trên đó anh nghiên cứu rồi để kỳ tới chúng tôi lên. Ai chưa lên đỉnh thì phải lên đỉnh. Và đợt này ta đi vào cái đầu mùa hè, chắc là thời tiết là nó rất là mát, cho nên hiện nay nhà mình chắc là hơi lạnh. Đến năm 2020 thì cái nhiệm kỳ ban thường trực của chúng tôi đã hết hạn, còn hết nhiệm kỳ. Thế thì từ nay đến năm 2020 thì chúng ta lại giới thiệu cho cái ban thường trực mới, để tiếp tục cái sự nghiệp 28 năm qua. Và đến năm đó thì để ban thường trực mới tiếp quản
dịp kỷ niệm 30 năm thành lập hội và 90 năm thành lập đoàn. Bởi vì hiện nay cái ban thường trực là cái cỡ trẻ nhất, thì như em Sáu đây, em Lan thì cũng có là em mới có 68. Mới có 68 thôi. Thế thì thế còn đồng chí lớn tuổi thì mới có 81. 81. 81. Đấy. 18. Đấy. 81 thì gọi là 18. Còn 18. Thế thì ở đây hôm nay thay mặt cho với tư cách là hội trưởng, tôi trân trọng cảm ơn các đồng chí trong thường trực. Cảm ơn các đồng chí tổ trưởng, tổ phó trong những năm vừa qua, đặc biệt là thời gian vừa rồi đã giúp cho hội có một cái buổi sinh hoạt đầm ấm hôm nay. Và rất là cảm ơn. Thế và cũng rất là biểu dương các đồng chí hội trưởng, các đồng chí chi hội trưởng của các chi hội. Và trong chi hội thì có thường trực có hai đồng chí. Đồng chí Thạch năm nay cũng 81 rồi. Đồng chí Thân thì cũng có 81 rồi. Trước hết là biểu dương các đồng chí tuy lớn tuổi nhưng mà rất nhiệt tình cái phong trào của hội. Phong trào của hội. Thế và các đồng chí tiếp tục giới thiệu cho những đồng chí tích cực, rất là nhiệt tình để có điều kiện để tham gia ban thường trực thay chúng tôi vì đã hết nhiệm kỳ. Đấy là cái như vậy. Như vậy chương trình của chúng ta năm 2019 thì được khởi đầu cái buổi hôm nay, và sau đó từ nay đến tháng 9 thì các chi hội lại tiếp tục sinh hoạt, và tôi đề nghị là các tiểu ban vào việc luôn. Tuần tới đề nghị đồng chí Hòa nhóm họp với cái câu lạc bộ vũ quốc tế và vũ quốc tế của hội, tức là trong cái chọn ngày lành tháng tốt để ta khai trương, đúng không? Thế còn cái ngày kỷ niệm 26 tháng 3 thì chúng tôi vào kỷ niệm 26 tháng 3 kỷ niệm 30 năm thành lập hội và 90 năm thành lập đoàn, thì chúng tôi chọn là ngày 24 tháng 3 năm Tân Sửu, tháng Tân Mão, ngày Tân Mùi. Tôi mới xem lịch thì ra tôi chọn ba cái tân luôn vào đúng ngày 24 tháng 3 năm 2021. Năm 2021 thì ta sẽ long trọng tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập hội, 90 năm thành lập đoàn. Đấy, đúng vào ngày năm đấy là năm Tân Sửu, vào tháng Tân Mão, ngày Tân Mùi. Thế còn giờ thì không chọn được, ta làm cả ngày luôn. Đấy là như vậy. Thế thì trước khi ta chuyển sang phần 2, được rồi, trước khi chuyển sang phần 2 thì tôi mời anh Hải hôm nay có đôi lời làm thế nào đạt được cái mục tiêu mà đưa chúng tôi đi tham quan du lịch với tinh thần là ít tiền nhất mà chất lượng tốt nhất. Rất là cảm ơn hội cựu cán bộ đoàn ngành công thương Hải Phòng. Hôm nay tôi rất là vinh hạnh được đến đây trả lời mời của chương. Cái thứ nhất là hội cũng đang muốn là kết nạp thêm người, thì bản thân tôi cũng là cựu cán bộ đoàn, rồi là làm doanh nghiệp. Đến bây giờ thì Hiệp hội Du lịch Thành phố, tôi là trưởng ban kiểm tra của Hiệp hội Du lịch Thành phố Hải Phòng, là giám đốc du lịch công đoàn của thành phố, và bây giờ làm chủ tịch của công ty du lịch Thành An. Ở phút này tôi cũng được vinh hạnh và báo cáo, tôi có những cái bạn hàng cách đây 20 năm và đến bây giờ sang năm thứ 21 vẫn còn đi với tôi, và họ đi từng đoàn được khoảng 30 ô tô trên 1.000 người, nhiều vẫn đi với này. Anh có chất kháng đâu. Dạ vâng ạ. Thế thì sao? Tôi muốn nói như thế là gì? Cái thứ nhất là tôi yêu du lịch. Cái thứ hai, tôi muốn làm cho mọi người thích du lịch và muốn gần nhau.
quê hương đất nước ta đẹp lắm. Tôi đi ra nước ngoài và đến về với Việt Nam thì mình cũng thấy rằng là quê hương mình đẹp lắm. Thế thì mọi người lên tham gia vào các cái chương trình du lịch. Đấy. Thứ nhất là như thế. Thứ hai là tôi muốn là được tham gia cùng với hội của thành viên mới. Cái thứ ba là hết sức cùng với anh chị em trong ban lãnh đạo để tìm ra những cái tour du lịch tốt nhất và như anh nói rẻ nhất, an toàn nhất, vui vẻ nhất. Và xin chúc mọi người thành công, xin rất là cảm ơn. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời Đại tá Đặng Thơ, Chủ tịch Hội Diễn đàn Lính và các hội viên Diễn đàn Lính lên tặng hoa, tặng quà. Xin kính mời đồng chí Tạ Mạnh Phiến, Chủ tịch Hội Cựu Cán bộ Đoàn ngành Công Thương lên nhận hoa. Xin trân trọng kính mời. Tặng quà cho hội của chúng ta nhân dịp kỷ niệm 88 năm thành lập đoàn. Vâng, xin trân trọng kính mời. Tiếng nhịp sống chung